Nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống ngành văn hóa thông tin, 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2024. Sáng ngày 28 tháng 8, đồng chí Hồ Vũ Thường, huyện ủy viên, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện đã đến thăm tặng hoa cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện. Đồng chí phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện đã được trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, tuyên truyền. Các loại hình câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng phát triển mạnh, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, tinh thần trong nhân dân. Đồng thời mong muốn tập thể cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, đoàn kết xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt nhân dân, quan tâm chú trọng việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Nhân dịp này, đồng chí phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện.